nghĩa tình miệt thứ, chung tay dựng xây cuộc sống mới. Vào chiều ngày 2 tháng 4, huyện đoàn An Minh đã cử đoàn đi thăm hỏi động viên và gửi tặng đến gia đình anh Trần Văn Tính, là cán bộ đoàn cơ sở đã bị thương nặng do tai nạn lao động vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Từ số tiền hỗ trợ được vận động từ các tập thể cá nhân, cán bộ đoàn, các mạnh thường quân đã ủng hộ sau hơn 2 tuần kêu gọi. Được biết, anh Trần Văn Tính từng giữ chức vụ là bí thư chi đoàn khu phố 1 thị trấn thứ 11 huyện An Minh. Gia đình anh thuộc diện khó khăn trên địa bàn, anh là lao động chính trong gia đình. Tai nạn lao động vừa qua, anh Tính đã bị gãy xương chậu và chấn thương vùng não. Và sau hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, anh Trần Văn Tính đã được xuất viện về nhà chăm sóc. Anh được bác sĩ cho xuất viện về nhà rồi, giờ thấy sao? Thấy vui không? Vui, nói đúng rồi nè. Rồi từ bữa về tới giờ sức khỏe của mình sao rồi anh? Thấy cũng đỡ. Dạ. Giờ là nằm ở nhà để tịnh dưỡng cho nó lành xương rồi này kia. Mình mới tập. Nằm dưỡng nữa làm thế. Ăn uống đồ sao? Uống gì cũng được. Có gan thì ăn không được, ăn nhanh được. Giờ là ăn như em bé vậy đó đúng không? Vậy mẹ em đúng được. Hôm nay thì bữa rồi thì cũng nghe được đó là trường hợp mình cũng gặp tai nạn như thế. Thì em cũng có kêu gọi trong anh em cán bộ đoàn rồi ở xã. Thì cũng có kêu gọi một số tổ chức cá nhân mạnh thường quân ở địa bàn trong huyện rồi là ngoài huyện nữa. Thì tinh thần thì người ta cũng rất là quan tâm chia sẻ tới cái trường hợp của mình. Thì hiện nay thì tụi em cũng vận động được một cái số tiền là 10.900.000 đồng. Thì cũng thay mặt cho những cái tập thể cá nhân và những mạnh thường quân, đặc biệt là anh em mà làm cái công tác đoàn á, thì cũng nghe tin anh bị như vậy thì cũng rất là chia sẻ với cái tai nạn của mình. Thì cũng có nhờ huyện đoàn gửi lời chúc sức khỏe đến anh, chúc anh đó là mau sớm bình phục, coi như là cũng tai qua nạn khỏi thì mình cũng mừng rồi nha. Thì em cũng thay mặt cho các anh em đó gửi đến anh cái số tiền 10.000 đồng là để cho mình ăn uống này, để là mình tịnh dưỡng để cho nó mau lành khỏe với anh. Dạ, anh nhận số tiền này nha. Dạ, em nghe lại cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn các cán bộ đoàn đã đến giúp đỡ cho em. Em rất cảm ơn. Chia sẻ với biệt thứ thứ 11 về tai nạn lao động của anh Tính và tình hình sức khỏe của anh ở hiện tại, gia đình đã cho biết. Giờ thì nó yếu dữ lắm rồi, nó không có đi được, không có ngồi được. Cái mà bị tai nạn thì đi dỡ nhà tiếp. Dỡ nhà tiếp rồi dỡ gần xong rồi có bức tường đó cộng bên, mình tính là bức tường nó không sập mà mình xô cái miếng vách kia ra cho nó ngã xuống, nhưng mà không ngờ cái bức tường đó nó lại sập xuống đè chở vô mình. Dạ, và anh Tính là bị tai nạn về lao động và bị gãy xương chậu hả chú? Rồi, là cái vết thương nó như thế nào và cụ thể tình hình vết thương hiện đại bây giờ ra sao ạ? Bây giờ thì coi như là không đi đứng gì được, không ngồi được, chỉ có nằm thôi. Nhưng mà bác sĩ nói là thời gian nó kéo dài hơi lâu, mà lâu thì không biết mấy tháng mà nó lành lại. Yeah. Thì bác sĩ cũng chưa biết, khẳng định là coi như chừng nào nó bình phục. Yeah. Hiện tại ở nhà thì anh cũng sinh hoạt như thế nào ạ? Sinh hoạt trước thì cũng bình thường, cũng đi làm, trên ở sinh hoạt đoàn rồi đi làm tiếp đứa em rể đó, đi làm tiệm nhôm rồi kia nọ. Còn bây giờ bị tai nạn rồi thì coi như là ở yên một chỗ. Yên một chỗ đâu có con nhúc nhích, mình chở mình không nổi nữa, chỉ cái giỏ lên thôi. Dạ. Tinh thần của anh như thế nào hả chú? Tinh thần thì cũng thấy cũng vui vẻ, thấy nghĩ tai nạn qua rồi thì buồn nhưng còn những lúc nó cũng vui. Dạ. Tôi tự canh
gia của em Tính, tôi cũng thay mặt gia đình nó cảm ơn mạnh thường quân, chính quyền địa phương là hỗ trợ giúp đỡ cho con tôi ngày hôm nay, tôi rất là cảm ơn. Cảm ơn.